Alright, so we got a donation of $192.50 from Rommel Procop, and we're just going to pay for this bike and also give a bit of cash to this woman here. Do you have a done here? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 58 tuổi ạ. 58 tuổi rồi. Chưa đang làm đồng nát rồi. Vâng. Làm kiếm sống được. Chợ, tôi không được mấy chồng này liệt. 4 năm 3 năm nay ngã đi là thợ xây ngã liền. Dập tùy cỏ. Gia đình rất khó khăn. Chưa có số điện thoại không? Có. Chúng ta không số điện thoại. Vâng, 034. Chờ xem. Chồng bị liệt à? Vâng. Đi thở say xong ngã vâng, liệt. Vâng, vâng. Thì là chồng chỉ bị liệt à? Vâng. Mấy năm? Ba năm. Ba năm. Vâng. Với con thì đi làm linh tinh. Thì không có nghề nghiệp gì ổn định. Giờ chị đang ở đâu? Đây ở trong này, trong làng. Trong khu quá. Với chị đồng nát à? Vâng. Trong ngày trung bình chỉ kiếm được nhiêu? Hơn 100.000 thôi. Ok. Chồng bị liệt. Nhà nhé. Ok. Cái chú tên nhà tài trợ Rommel. Dạ. Rommel. Chị nói được. Cảm ơn chú Rommel. Cho tôi xin cảm ơn chú Namo nhá. Ok. Alright, thanks to Rommel Procop. Give a million. Nhưng mà ông con cách ly phải mang cơm ra cho ăn đấy. Thế à. Nè cô, với cô để cái xe cô nó ít tiền hơn xe người ta, cháu gửi cô một số tiền để trang trải nhé. Vâng, cho tôi xin nhé. Thôi cô cấp tiền cô đi về nhé. Alright, he's out of here. Có xe này cũng có cô. Xe này có cô. Damn man, it's busted up bike. Alright, so she's out of here with the new bike. Cô dắt hai xe luôn hả? Second hand rice. Hay cô dẫn hai xe được. Để nó được. Ok, chờ xíu nhá. Chờ xíu nhá. Alright, we got this woman who sells bánh chuối. That's her stand there. So we want to support a local businesswoman. She's going to get one for her son. Đây cái nhà tài trợ tên Daniel Lekic. Em xin cảm ơn nhà tài trợ ạ. Anh nhắc lại tên cho chị. Daniel. Cứ nói đi tên người ta thế. Daniel ạ. Daniel Lekic. Daniel Lekic. Dạ được. Thì chị lấy cái xe cho con trai à? Vâng ạ. Con trai chị bao nhiêu tuổi rồi? Cháu năm nay 12 tuổi ạ. 12 tuổi à? Bánh chuối là thường là cái món của miền Nam mà sao em biết để bán? Ở đây ít thấy ai bán mà. Không, có bác em đi ở trong miền Nam ạ. Bác ở từ miền Nam ạ. Từ An Giang luôn ạ. Vâng ạ. Miền Tây ạ. Có hai loại đấy. Này là nãy em nói là nhiêu? 24 90. 24 90. So this is a 2.49 million. So yeah, we'll just get this for the... Em tên gì? Em tên là Tân ạ. Tân à? Vâng. This is Tân, for Tân and her son, who's 12 years old. Chưa, cô tên gì? Tên là Vũ Thị Thiết.
Phú Xá hả? Phú thì biết ở thôn Lưu Xá. Thôn gì? Thôn Lưu Xá, à, xã Đức Giang. À, ok. Đức Giang. Năm nay 62 tuổi. 62 tuổi. À. Vô địch viết giác của đường Tân Tây Đô. À, cái này là cái xe đạp. Với cô nhận được cái xe đạp, cô thấy vui không? Ôi trời, vui quá, vì ra đang nghèo cũng có. Nhà cô, chồng cô mổ não 3 năm nay rồi. Nghèo quá, bây giờ khỏi rồi. À. Em này là nhận được đợt trước rồi. Okay, so we're going to give Vũ Thị Thiết the expensive bike, 3.09 million. Thì tặng cho cô cái xe cao cấp hơn người ta. Vâng, để thấy cô cũng xứng đáng. Ừ, thôi thế thì là cảm ơn các cháu giúp đỡ người nghèo này là quý quá. Nghèo được cái xe đang mua tiền. Rồi. Cái xe này cũng là thấy nhìn cũng xịn nè. Có cái phần đĩa nè. Vâng. Vâng. Cháu bao nhiêu tuổi rồi nè? Cháu nó 10 tuổi. 10 tuổi rồi. Cháu Nguyễn Xuân Việt 10 tuổi. À. Bố nó mất được 11 năm nay rồi. Right, so we're going to use the donation from Daniel Lekich and also Michael Sabella, who wanted to help the elderly. And this woman, one of her kids is in jail, I think. Cô nói là một con vào tù. Vâng, con chồng cái đứa con rể. À. Con rể đi tù nhưng mới nó bỏ nhau, mới nó ở nhà với cô hai đứa con trai. À. Nó lên 7 tuổi, cái đứa lên 4. Đấy. So, nuôi vất vả, cứ mình nó nuôi hai đứa. So the husband of her daughter got sent to prison for gambling. Đang học online, nhà mình nó phải ở nhà để dạy nó suốt. And now the nhà bà đi làm à? Thanks to Daniel Lekich and Michael Sabella, we've parlayed the donations to get this grand bike. This bike's awesome. Tôi xin cảm ơn chú Mai Cụ đã giúp đỡ gia đình nhà tôi. Chú Đa Nhu, tôi xin cảm ơn các chú giúp đỡ gia đình nhà cô Vũ Thị Thiết. Như cô chỉ có một con gái à? Hay là có một con gái và một con trai. Con trai mất rồi thì còn con gái nữa. À, con trai mất rồi. À. Con trai là mất... Cháu em nó bị cảm. Nó mất đang tự nhiên cảm cho cảm chữa được mất ngay. Okay, so she lost her son and her daughter, the husband went to jail. So you know, it's pretty mất lúc bao nhiêu tuổi? Em nó mất lúc 26 tuổi. Lúc 26. Đây nó sinh năm 86. Grandson will be wrapped with this bike. This good looking bike. Really nice bike. One of the most expensive ones we've given away. So grandson is gonna love that. Thì cô, ok, thì cảm ơn cô nhá. Có gì chúc cô sức khỏe. Vâng. Mốt có gì có chương trình thì liên hệ với cô. Vâng. Cô về đấy. Cô về nhá. Rồi, chào cô nhá.